Vừa rồi là một ý kiến cộng đồng mạng. Tiếp nối chương trình là một những vấn đề quanh ta. Mở đầu là bài thời sự của báo Người Việt về việc tàu cộng liên tục tập trận ở Biển Đông, đăng tải ngày 27 tháng 3. Mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Tàu cộng liên tục tập trận ở Biển Đông Cùng một ngày, Trung Quốc ra hai thông báo khác nhau về hai cuộc tập trận tại Vịnh Bắc Bộ và Biển Đông khi mọi chú ý đều dồn về cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine. Hôm thứ Sáu ngày 26 tháng 3, Cục Hải sự Trung Quốc thông báo một cuộc tập trận bắn đạn thật sẽ diễn ra trên một vùng biển của Vịnh Bắc Bộ từ 30 tháng 3 cho đến ngày 1 tháng 4. Như thường lệ, họ cấm các loại tàu thuyền qua lại ở khu vực. Đối chiếu tọa độ trên bản đồ thì thấy cuộc tập trận này nằm trong vùng biển về phía Trung Quốc. Cùng ngày trên, cục Hải sự Trung Quốc nói một cuộc tập trận bắn đạn thật khác sẽ diễn ra trên biển Đông từ ngày 27 tháng 3 cho đến ngày 30 tháng 3. Khu vực này rất gần với khu vực họ đã tập trận mấy ngày gần đây trên vùng biển lớn và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các tin hệ tức hé lộ trên truyền thông quốc tế và cả báo chí Trung Quốc, Đài Loan nghi ngờ Bắc Kinh dùng cuộc tập trận vùng biển lớn sang Việt Nam. Để che đậy vụ cho tàu khảo sát đáy biển tìm kiếm chiếc máy bay quân sự rơi ở khu vực hôm đầu tháng 3, tờ South China Morning Post SCMP đang tải hình hành tang lễ phi công và phi hành đoàn của chiếc máy bay trinh sát quân sự gặp nạn. Vào ngày 23 tháng 3, tờ SCMP đưa tin 10 chiếc khu trục J-11B của Hải quân Trung Quốc đã tham gia một cuộc tập trận đánh biển cường độ cao trên Biển Đông. Vụ này được mô tả vài chi tiết như các chiến đấu cơ đã tập luyện chiến đấu 4.2 và 2.2 .2 và SCMP dẫn lại theo bản tin của đài truyền hình CCTV. Trung Quốc không tiết lộ thời điểm cũng như khu vực tập trận của các máy bay hải quân Trung Quốc, nhưng tờ SCMP nói diễn ra ở khu vực tranh chấp nếu chỉ kể từ đầu năm 2022 cho đến nay, ít nhất Trung Quốc đã dồn dập mở 5 cuộc tập trận trên biển Bắc Bộ và 17 cuộc tập trận ở nhiều khu vực khác nhau trên biển Đông. Hai cuộc tập trận từ ngày 4 cho đến ngày 15 tháng 3 và cuộc tập trận đang diễn ra từ ngày 19 tháng 3 kéo dài cho đến ngày 9 tháng 4 đều sát với vùng biển Việt Nam, gần với Huế hơn là gần với đảo Hải Nam. Hà Nội chỉ cho khắc phát ngôn viên Bộ ngoại giao nhẹ nhàng đề nghị Trung Quốc tôn trọng và không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế thêm lục địa của Việt Nam, không có hành động làm phức tạp tình hình qua đó góp phần duy trì hòa bình, an ninh ổn định ở khu vực Biển Đông. Năm 2021, Trung Quốc đã mở ít nhất 51 cuộc tập trận trên Biển Đông, căn cứ trên các bản thông báo trên trang mạng của Cục Hải sự Trung Quốc. Theo đó, ít nhất có 20 cuộc tập trận trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ và mục đích nhắm đe dọa Việt Nam. Đầu tuần trước, Đô đốc John Aquilino, tư lệnh lực lượng Mỹ khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương khi bay thị sát vùng biển Trường Sa trên chiếc máy bay tuần thám P-8A Poseidon đã nói với báo giới rằng Trung Quốc đã quân sự hóa hoàn toàn ít nhất 3 đảo nhân tạo khổng lồ tại Trường Sa mà họ cướp của Việt Nam. Điều này hoàn toàn ngược lại lời tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông ta đến tòa Bạch Ốc hồi tháng 9 năm 2015. Thật ra, các đảo ở quần đảo Hoàng Sa và 7 đảo nhân tạo tại quần đảo trường sa mà trung quốc cướp của việt nam đều là các căn cứ quân sự quy mô